Mình luôn có một thắc mắc, mặc dù là mình ngồi văn phòng rất là thường xuyên, đi ra ngoài thì lại che chắn cẩn thận, nhưng mà da của mình vẫn đen. Trong khi đó là mình sử dụng rất là nhiều mỹ phẩm cũng như là đi tắm trắng nữa, nhưng mà da của mình vẫn không mấy cải thiện. Dạo gần đây thì mình có nghe nói về viên làm trắng da bên trong thông qua nhỏ bạn thân của mình khi mà nó sử dụng Beauty Plus. Nó khen cái sản phẩm này quá trời luôn nhưng mà mình vẫn không tin. Ban đầu mình có tìm mua sản phẩm nhưng mà nó đã hết hàng rồi. Nhưng mà bên bán hàng có bảo với mình là sắp tới sẽ ra phiên bản 2020, vừa hiệu quả hơn vừa tốt hơn, nên là mình đã quyết định chờ xem để dùng thử sản phẩm mới xem sao. Sau một thời gian chờ đợi thì mình đã tạo được em nó về. Đây là Diamond White phiên bản nâng cấp của Beauty Plus. Mọi người nhìn xem cái hộp rất là sang trọng đúng không? Mình nhìn một cái là mình chỉ muốn rước em nó về liền thôi. Mọi người nhìn bên trong này rất là xịn sò. Bây giờ mình cùng xem các thành phần ở trong sản phẩm nha. Thì mình thấy đa phần là các thành phần vitamin C nè, vitamin B2, vitamin B3, có collagen, rồi chiết xuất hạt nho. Đặc biệt là có thành phần chiết xuất từ ô liu. Đa phần là những thành phần trong này đều là những thành phần thiên nhiên, nên là mình rất là an tâm sử dụng. Mỗi ngày thì mình sẽ sử dụng 2 viên. Mình sẽ duy trì uống cái sản phẩm này trong 10 ngày để xem sau 10 ngày da mình có thay đổi gì không nha. Đã là ngày thứ 11 mình sử dụng em Diamond qua rồi. Thì bây giờ mình sẽ show kết quả cho cả nhà cùng xem. Thì sự là mình không thể nào chê em nó đi đâu được. Cái cảm nhận của mình nó rất là rõ rệt. Cái làn da của mình nó vừa trong mướt, vừa trắng sáng mịn màng. Các bạn có thể nhìn thấy. Mặc dù là chưa có trắng toát lên đâu, nhưng mà đối với trước đây thì mình đã cảm thấy như vậy là ổn hơn rất là nhiều rồi. Đối với mình thì như vậy, nhưng mà mình không biết là với người khác thì sẽ như thế nào. Nhìn lại anh cũ so với bây giờ thì mình cảm thấy rất là vui. Bởi vì mình rất là sợ tắm trắng rồi bôi kem các thứ, mà mình còn không có thời gian để đi spa nữa. Vì vậy đây là một liệu pháp an toàn và tuyệt vời để giúp cho làn da của mình được cải thiện mỗi ngày. Và bây giờ mình vẫn sẽ tiếp tục duy trì hai em Diamond White mỗi ngày. Mọi người nếu được hãy cùng trải nghiệm với mình nhé.